Nắm bắt nhu cầu ngày Tết, sắp đánh bóng đồ gỗ VWatts lần đầu ra mắt đã mang đến những trải nghiệm hiệu quả đáng bất ngờ. Với hơn 2.000 lượt đánh giá 5 sao trên Amazon, VWatts ngay lập tức trở thành sản phẩm đánh bóng đồ gỗ được đánh giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đây là sản phẩm cung cấp độc quyền bởi công ty chúng tôi, được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ Mỹ, chiết xuất hoàn toàn từ sáp ong tự nhiên, không GMO, không paraffin, không độc tố, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng cũng như tất cả các loại gỗ thành phẩm. Được người tiêu dùng biết đến với hai công dụng chính: làm sạch và đánh bóng đồ gỗ, VWatts giúp loại bỏ bụi bẩn, tẩy sạch các lớp cáu bẩn, lớp dầu bóng cũ, vết mốc và vết ngón tay trên bề mặt gỗ, làm sạch cực nhanh, khôi phục màu sắc ban đầu của gỗ với hương tinh dầu tự nhiên, tạo không khí dễ chịu cho không gian trong nhà. Nhờ đó, đồ gỗ của nhà bạn được vệ sinh sạch sẽ mà không cần dùng đến nước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nước ngấm vào thớ gỗ gây hư hại, ảnh hưởng đến kết cấu bên trong của gỗ. Bên cạnh đó, VWatts còn giúp đánh bóng gỗ một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức, tạo một lớp màng mỏng bao phủ bên trên bề mặt gỗ, giúp đồ gỗ chống lại các tác động của ánh sáng mặt trời hay va chạm của ngoại lực có thể gây chảy xước và phai màu. Hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng, giúp tăng kết cấu, độ ẩm và ngăn ngừa nứt nẻ cho bề mặt gỗ, đem lại sự bảo vệ lâu dài và bền vững cho các loại đồ gỗ thành phẩm với độ bền kéo dài lên tới 2 năm. Ngoài ra, sáp ong VWatts còn thích hợp dùng làm mới, đánh bóng giày dép, đồ da, giả da, sofa, nội thất ô tô. Bạn chỉ cần bôi trực tiếp lên bề mặt gỗ hoặc cho vào khăn lau từ 1 đến 2 phút rồi để khô trong vòng 20 phút sẽ thấy được hiệu quả đáng kinh ngạc. Trăm lời quảng cáo không bằng cảm nhận thật của khách hàng. Bạn lần đắn đo chẳng bằng một lần trải nghiệm. Đặt mua ngay sáp đánh bóng đồ gỗ VWatts để có được những trải nghiệm tốt nhất.